Lời đầu tiên em xin chào tất cả các quý anh chị nha. Chào mừng tất cả các quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Thiên Ân Bất Động Sản nha. Thì sáng hôm nay em ăn mới nhận một cái lô đất rất là đẹp, thuộc mặt tiền đường Trần Đăng Ninh, Phước Đồng luôn, thuộc thôn Phước Lộc, thuộc thôn Phước Trung, xã Phước Đồng nha quý anh chị. Đường ở đường Trần Đăng Ninh này, hôm bữa em có giới thiệu một lô ở đây rồi, nhưng mà lô đó vừa mới bán xong. Thì cái lô hôm nay em mới nhận là nó rất đẹp luôn, nó cách cái mặt đường Nguyễn Tất Thành này nè quý anh chị, chỉ khoảng 15 mét thôi. Đó, ngay chỗ chiếc xe máy em đứng đó. Thì như hôm bước em có giới thiệu thì con đường Nguyễn Tất Thành là con đường duy nhất kết nối từ thành phố Nha Trang đi thành phố Cam Ranh, kết nối hai thành phố du lịch lớn nhất của tỉnh Khánh Hòa với nhau, và đi về sân bay quốc tế Cam Ranh cũng đi trong con đường này luôn, cũng nằm mặt tiền đường này luôn đó. Từ đây đi tới sân bay quốc tế Cam Ranh mình đi khoảng 25 km nha quý anh chị đó, và về thành phố Cam Ranh thì đi khoảng 35 km nha. Còn cái hướng này thì mình sẽ đi về thành phố Nha Trang, thì mình đi về trung tâm thì khoảng 10 phút nha. Mình mất khoảng 7 đến 8 km là mình sẽ về tới trung tâm thành phố Nha Trang và ra tới biển luôn á quý anh chị. Thì tiện ích dân sinh trong cái bán kính 1 km á, là sẽ có chợ Phước Đồng nè, mình đi cái hướng này lên nè. Đó thì mình đi lên khoảng 1 km là mình sẽ tới chợ Phước Đồng, Ủy ban nhân dân xã, trạm y tế xã nha quý anh chị. Và mình đi thêm khoảng 500 mét nữa, tức là từ đây đi khoảng 1,5 km là mình tới trung tâm hành chính mới của thành phố Nha Trang, đặt tại Phước Đồng. Thì chỗ đó sẽ có trường chính trị nè, đó, trường chuyên Lê Quý Đôn nè, trường cao đẳng kỹ thuật Khánh Hòa nè, và cũng sẽ có một cái trường nữa, đó là trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề đó. Và xung quanh đây cũng sẽ có những cái khu du lịch nổi tiếng, ví dụ như mà quý anh chị đi về cái hướng này đúng không, mình đi thêm khoảng 1 km, chưa tới 1 km là mình sẽ gặp một cái khu du lịch nổi tiếng thứ hai tại khu vực Nha Trang sau Vinpearl, đó là khu du lịch nổi tiếng, đó là Diamond Bay nha quý anh chị. Đó, khu du lịch Diamond Bay. Còn ở trên này thì đi mình cũng đi khoảng 1 km. Mình sẽ quẹo vô cái đường Đỗ Xuân Hợp, thì mình sẽ đi theo cái đường đó thì mình sẽ vô tới khu du lịch Tâm Trấn nha quý anh chị. Đó thì nói chung là tiện ích dân sinh trong khu vực này là đầy đủ, chợ, trường học, mầm non cấp 1, cấp 2 đều có ở đây. Đó, và đặc biệt là khu Phước Đồng lại có cái thế đất cao hơn những cái xã vĩnh khác, cho nên là đất Phước Đồng cực kỳ có giá luôn nha quý anh chị. Đó, bây giờ thì em sẽ vô em quay giới thiệu cho quý chị lô đất nha. Từ đường Trần Đăng Ninh nè, giao Nguyễn Tất Thành nè. Đó, mình vô lô đất. Do khu vực này, cái đường này người ta sắp làm nha quý anh chị, hiện tại thì do chưa làm hệ thống thoát nước cho nên nước nó bị đọng lại. Đó, nhưng mà quý chị yên tâm, một năm mà chỉ có 1-2 tháng mùa mưa thôi, cho nên là cái vấn đề này không có lo ngại. Cho nên chỗ này rất là cao nha quý chị, chủ yếu là chỗ này nó bị động nước thôi, sắp tới sẽ được quy hoạch mở rộng con đường này ra nha. Con đường này hiện trạng là 5 mét, là sắp tới sẽ được quy hoạch 13 mét nè. Đó, và cái miếng đất em muốn giới thiệu hôm nay là nó một diện tích 151,1 mét vuông. Quy hoạch làm đường nó sẽ dính đi mất khoảng 31,1 mét, thì sẽ còn 120 mét vuông, thuộc 120 mét vuông, ngang 5 mét, và thổ cư có sẵn là 80 mét vuông thổ cư nha quý anh chị. Và còn lại đất trồng cây lâu năm nhưng cũng phù hợp đất ở luôn. Đây là mặt tiền đường này, chỗ này thì mặt tiền đường chính, cho nên là mình vừa ở vừa kinh doanh rất là ok. Chỗ này mưa nó bị đọng nước thôi, chỗ này mình xây nhà mình nâng đất, mình đổ thêm đất, mình nâng lên là mình sẽ xây được rất là ok. Cái miếng đất em muốn giới thiệu hôm nay là nằm ngay cái mép nhà đó, đi qua 5 mét nha quý anh chị. Mép nhà đi qua 5 mét, đó, ngay cái mép nhà tôn này luôn đó. Hướng là hướng đông nam nha quý anh chị, hướng đông nam thì cực kỳ mát mẻ rồi, không có bị nóng như là hướng bên này là hướng tây bắc nè, là buổi chiều sẽ bị nắng. Nếu mình mua bên này thì mình vừa ở vừa kinh doanh rất là được nè. Đường này cũng sắp làm rồi, bởi vì thành phố Nha Trang á, là trước 2025 là sẽ lên thành phố trực thuộc trung ương nha quý anh chị. Nhưng mà để đủ điều kiện đáp ứng được cái điều đó thì Nha Trang sẽ phải cơ sở hạ tầng giao thông sẽ phải triển khai làm những con đường chính đó, và cho đó, cho nên là quý anh chị yên tâm, những con đường này sớm muộn cũng sẽ phải làm thôi. Và khi làm thì giá trị bất động sản xung quanh nó sẽ tăng giá đột biến theo tương lai, trong tương lai đó. Và mình vừa ở, mình vừa kinh doanh, vừa đầu tư. Như quý vị sau này mình làm ăn mình dư giả nhiều quá, mình muốn thay đổi chỗ ở thì mình bán lại miếng đất này nó cũng có giá trị hơn. Đó, khu dân cư quý chị nhìn thấy nè, khu dân cư người ta ở cũng khá là nhiều á. Đó quý chị, trong kia cũng có một cụm dân cư, trong kia cũng khu dân cư. Ở trong kia thì có rất nhiều các khu biệt thự vườn, biệt thự đồi rất đẹp.
Đó, nói chung là khu này khu dân cư rất là đông nha quý anh chị, gần trường gần chợ chỗ này quý anh chị ở là đẹp hơn khu Vĩnh Thạnh Vĩnh Trung nhiều. Cái này là mình vừa đi về khu vực biển Bãi Dài mình du lịch cũng được nè, cũng gần nè, mình đi sân bay Cam Ranh cũng gần hơn nè, mình ra biển Nha Trang cũng gần hơn nè đó. Và đặc biệt là cái giá mà chủ đưa ra cũng cực kỳ là tốt luôn nha quý anh chị. Cái mặt đường này người ta bán toàn là 15 triệu không à, nhưng mà chủ họ đang kẹt tiền cho họ bán cái lô này là 14 triệu một mét vuông, là còn thương lượng nhẹ nha quý anh chị, còn thương lượng nhẹ. Cho nên quý anh chị mình đang có nhu cầu mua nhà để ở này, mua đất để xây nhà ở này, hoặc là mua để đầu tư để đó sau này sinh lời mình bán lại đó, hoặc là mình có thể làm nhà cỏ cho thuê đó, thì tùy vào nhu cầu mục đích sử dụng của quý anh chị nha. Chỗ này được kinh doanh cũng được lắm. Thì số điện thoại Zalo của em để dưới góc màn hình này nha quý anh chị. Đó. Thì quý anh chị liên hệ với em Zalo 0353 687 732. Thì em ăn sẽ gửi cho quý anh chị mình thông tin cái lô này, cũng như là sổ hồng lô đất để quý anh chị mình tham khảo nha. Em cảm ơn quý anh chị ạ. Nếu thấy hay thì quý anh chị có thể like video này, đăng ký kênh ủng hộ em và nhấn nút chuông thông báo để có thể nhận được những video mới nhất từ kênh YouTube của em nha. Em cảm ơn quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị mình vào những video tiếp theo của em nha.